Hello, xin chào tất cả các bạn. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cho Chép Cuộc Sống Người Thái Lan của mình nha các bạn ơi. Các bạn ơi, hôm nay là bây giờ đang là 7 giờ sáng nha cả nhà. Thì Cho và em Chép đang chuẩn bị để lên sân bay và bay về Việt Nam nha cả nhà. Đây là hành lý của Cho và em Chép này cả nhà. Ba cái vali lớn luôn đấy. Đây cả nhà. Đây cả nhà ơi, đây là hành lý của Cho và em Chép. Em Chép nguyên cái vali này là quần áo của em Chép này. Còn cái vali này là đồ ăn của em Chép. Còn Cho thì chỉ có một ít thôi ạ. Đây là quần áo của Chép. Bây giờ Cho sẽ bắt đầu hành trình lên sân bay để về quê Việt Nam của mình nhé cả nhà. Chúng ta đi xem Chép ơi. Ok mọi người. Cả nhà ơi, bây giờ Cho sẽ bắt đầu lên đường và có bố vợ đến để tiễn nhé cả nhà. เดี๋ยวนั่งรถบัสไปตามโอเคมวยเงยไหนไหนสองซุยรอยตาตาก็ดีโถยนะbây giờ Cho và em Chép đang gói cái vali nhé cả nhà để cho nó chắc chắn hơn. Có một lớp dê bóng như thế này thì nó sẽ chắc chắn hơn. Giá sẽ là 200 bạt nhé cả nhà. Quấn quanh quanh. Tôi sẽ gói hai cái cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ Cho và em Chép đang chuẩn bị lên máy bay nhé cả nhà. Thì cái kia là cái máy bay mà Cho và em Chép sẽ bay nhé cả nhà. Sẽ đi nhé. Gần đến lượt rồi. Ok mọi người ơi, bây giờ Cho và em Chép chuẩn bị bay nhé cả nhà. Chúng ta chuẩn bị bay. Tóc của anh Chép à? Tóc của anh Cho. Ok cả nhà ơi, bây giờ Cho và em Chép đã hạ cánh ở Hà Nội rồi nhé cả nhà. Thì bây giờ hai vợ chồng đang vào check out để lấy hành lý và sẽ bắt đầu lên xe về quê nhé cả nhà. Đúng rồi mình. Ok, em Chép nói bụng cho em. Có rồi, em bắt đầu nói bụng rồi. Chưa ăn cái giờ, chưa ăn cái gì từ sáng. Ok, thế thì hôm nay anh sẽ đưa em đi ăn phở Việt nhé. Ok. Đến cuốn nhé. Cả nhà ơi, Cho và em Chép đã lấy xong hành lý rồi ấy cả nhà. Thì hai vợ chồng đang ghé vào để ăn bánh mì nhé cả nhà. Bởi vì là từ sáng hai vợ chồng chưa ăn gì cả. Cho có lấy bánh mì này. Em Chép thì ăn phở nhé cả nhà. 2 năm rồi em Chép ạ. Chúng ta mới có mặt ở Việt Nam. Đi ta sang bên bàn bên kia chờ đồ ăn. Ok cả nhà ơi, Cho và em Chép đã có đồ ăn rồi. Em Chép ơi, của em Chép là món gì vậy em Chép? Của em Chép là mì tôm nhá mọi người ơi. Mì tôm gà em Chép ạ? Đúng rồi. Ui, nhìn thơm quá. Của anh Cho là bánh mì áo. Bánh mì và một lon Heineken. Bò hay là? Bò em ạ. Em Chép thử đi. Ok, em Chép sẽ thử. Em bảo mọi người trước là em hôm nay em không làm mặt đẹp nhá. Hôm nay em Chép không làm mặt đẹp nhá. Không sao. 2 năm rồi em Chép à? Em không có thời gian. Mày mời người ăn chung nhá.
Đây là bát mì tôm của quê hương Việt Nam mà em chép 2 năm rồi mới được ăn đấy cả nhà. Ui. Ê, anh cho lấy lại chua cay cho em á. Mì tôm chua cay. Cái này là bỏ trong này hay là quả ai? Quả. Giống Thái Lan luôn em ạ, mì tôm của em ạ. Mì tôm của em là anh lấy kiểu chua cay giống như ở bên Thái luôn. Ở bên đây là em ăn cách gì không được nó mọi người, là em ăn cơm Việt Nam được luôn. Ngon không em chép? Ngon lắm. Từ sáng em chưa bao giờ ăn cơm nhá mọi người. Phút bao cân? Từ sáng chưa bao giờ ăn cơm. Nói to lên tí. Từ sáng chưa bao giờ ăn cơm. Ok, bây giờ vợ chồng Châu sẽ ăn cơm xong và sẽ lên xe để về quê nhé cả nhà. Mời cả nhà ăn chung nhá. Là anh Châu đang bế qua đi là túi xách ở trong xe lắm mọi người. Cho ba đi ngủ ở trong xe. Cái này. Cái nhỏ thế để được các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ hai vợ chồng mình đang vào ngồi nghỉ để ăn uống ấy cả nhà. Ta sẽ đi xem là có những món gì em chắc. Cái này là bún này em chắc này. Bún chả rồi á. Em chắc hỏi bác đi là có những món gì. Có gà này, có chân giò này, có ngan này, có bò này. Chỉ có vậy thôi. Gà, chân giò, ngan, thịt bò, giò. À, bún hả bác? Hả? Có những này gì hả bác? Bún với lại những này gì hả bác? Cái này, cái chỏ này, cái miếng răm, cái mì tôm. Có bún này. Cái trứng không? Anh nói này, cái đó em chép thích này, cái này này. Rong, cái này là miếng rong này. Anh cái này có kịp mà nói à? Hà Nội à? Không có. Không có. Hà Nội ở Hà Nội là bún chả. Bún chả. Em hỏi bác đi, có bún chả không? Bún chả không có đâu. Mời mọi người ăn bún cà hồi em chép nhá. Ồ cái này là to quá nên. Em chép là bún gà em chép. Bún cà của em. Cái này một cái đùi em chép này. Cái này là cái đùi cà quả ấy trô nhá mọi người. Cái này là có chi nhỉ? Giò bùi, cái này miếng giò nè mọi người. Mời cả nhà ăn chung với em nhá. Đây. Nóng quá. Ngon lắm. Ăn đi ăn rồi. Cái này là nước cất gì nhỉ? Hả? Rồi. Tất nhiên này, giờ thải thoát bài nè. Mới rúa. Em không biết em bỏ cất gì. Em bỏ cho ngon ngon luôn. Ngon. Em bỏ quả chanh luôn. Em làm xuống ở bên Thái luôn đó mọi người. Cái nhà ăn chung ăn giò luộc ăn hết ngon quá quá ngon. Ok cả nhà ơi, bây giờ hai vợ chồng mình đang ngồi nghỉ để ăn phở nhá cả nhà. Của mình ăn bún rong cả nhà. Lâu lắm rồi mình ăn bún rong nhá cả nhà. Nhìn ngon quá. Mời cả nhà ăn chung nhá. Bún rong.
Ừ. Mời các bạn nhé. Hai năm rồi cả nhà. Giờ mới ăn bát phở phở Việt chính cống. Chứ thường thường là ở bên Thái là hai vợ chồng đi ăn ở quán Việt Nam nhưng mà không được giống á, chỉ được 40-50% thôi. Về đây thì đúng là phở Việt Nam chính cống 100%. Ok. Cho bà đi chép. Dạ vâng, cháu cảm ơn nhá. Ngon lắm bà. Bây giờ vợ chồng mình đã về đến nhà rồi các bạn ạ. Nhà cái chi là cái gì? Đây là nhà ông nội. Nhà ông nội cách ly. Chồng Châu về nhà ông nội để cách ly nhé cả nhà. Đây là mẹ Châu nhé cả nhà. Mẹ xin chào. Xin chào. Các bạn. Thì tối ba hôm cách ly ở đây thì Châu và em Kép sẽ ở tạm ở đây nhé cả nhà, vì là ở đây không có ai ở cả nên là sẽ cách ly ở đây thì sẽ an toàn cho mọi người hơn. Thì thực ra là có thể cách ly ở nhà Châu được, nhưng mà thì là nhà Châu có bố mẹ và ông bà ông nội nên là vợ chồng sẽ cách ly ở đây. Đi em chắc ơi. Ok. À, đi nghỉ thôi. Chưa được ôm mẹ vô nha. Từ từ nhá. Sao con sẽ lại gặp vài ba ngày sau mới được ôm nhá.